Idol Nguyễn Văn Dúi gây bất ngờ với màn dậy thì khác lạ nhưng vẫn chiếm trọn spotlight vì điều này. Hình ảnh hiện tại của Nguyễn Văn Dúi sau hơn 4 tháng gây bão khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đầu tháng 2 vừa qua, chú chó Nguyễn Văn Dúi bất ngờ trở thành idol làm mưa làm gió trên mạng xã hội bởi có gương mặt cà khịa với các biểu cảm độc lạ và vóc dáng bụ bẫm. Những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của Dúi nhanh chóng gây bão và nhận được nhiều sự thích thú từ phía cư dân mạng. Sau hơn 4 tháng nổi tiếng, Nguyễn Văn Dúi đã có màn lột xác căng đét khiến nhiều người bất ngờ. Có thể thấy, không còn vẻ ngoài ngắn cũng cùng cặp tay cụp, Dúi bây giờ đã cao to vạm vỡ, chân dài hơn và thân hình cũng cứng cáp hơn. Loạt ảnh mới này của Dúi đã nhanh chóng nhận được nhiều chú ý từ phía cư dân mạng. Ngoài những lời khen về sự dậy thì thành công của Dúi, số khác lại không khỏi bất ngờ khi so sánh những hình ảnh của boss quốc dân hiện tại với mấy tháng trước. Tuy nhiên, dù vóc dáng có thay đổi ra sao thì đôi mắt lé, biểu cảm nhi thích cà khịa vẫn không lẫn vào đâu được. Được biết, Dúi thường xuyên bị chủ bóc phốt phá phách đồ đạc trong nhà qua loạt ảnh trên fanpage. Hiện tại, chú chó Nguyễn Văn Dúi đang sở hữu một fanpage riêng với hơn 200.000 lượt thích. Mới thành lập vào ngày 20 tháng 2, nhưng tính đến thời điểm này, một bài đăng của Dúi đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ. Không chỉ gây bão ở Việt Nam, Dúi còn được cư dân mạng quốc tế yêu thích và xuất hiện trên nhiều trang tin nước ngoài như Bored Panda, Metro hay trang giải trí 9GAG.